Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc kêu chỉ biết đứng nhìn Việt Nam điên cuồng nâng cấp đảo ở Trường Sa. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của Tin Mới. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung liên quan đến vấn đề nâng cấp đảo của quân đội Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Như các bạn đã biết, có nhiều thông tin cho hay Việt Nam đang tiến hành nâng cấp quy mô lớn nhiều đảo cùng một lúc. Nổi bật nhất đó là Nam Yết và Phan Vinh. Hoạt động này của Việt Nam đã khiến cho báo chí và truyền thông Trung Quốc không khỏi cay cú. Trên trang báo mạng 163.com đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề "Đợt xây đảo mới của Việt Nam". Việc mở rộng nhanh chóng ba đảo, Trung Quốc chỉ biết đứng nhìn. Sau đây chúng tôi sẽ lược dịch lại nội dung bài viết này để xem thái độ của truyền thông xứ tỷ dân như thế nào với hoạt động trên vùng lãnh thổ của Việt Nam. Lưu ý với các bạn rằng, với luận điệu xảo trá và gian dối trong bài viết, tác giả luôn nhấn mạnh rằng Việt Nam chiếm đảo của họ và Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là của Việt Nam. Bài báo viết, Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé, luôn là vấn đề đau đầu của Trung Quốc và nước này có tham vọng rất lớn. Hiện Việt Nam đang rầm rộ bồi lấp các đảo trên Biển Đông và tiếp đà quyết liệt, xâm phạm trực tiếp lãnh thổ của chúng ta trên Biển Đông. Trung Quốc nên làm gì? Nhận thức về tình hình Biển Đông gần đây đã báo cáo rằng, theo hình ảnh vệ tinh Stan Việt Nam đã bắt đầu một đợt mở rộng mới trên một số đảo và dạng san hô ở Nam Sa, bao gồm đảo Sơn Ca, đảo Phan Vinh và dạng san hô Nam Yết bị chiếm đóng bất hợp pháp. Dự án đang tiến triển nhanh chóng, cho thấy một diện mạo mới hầu như hàng tuần. Việc xây dựng ba đảo và dạng san hô bị chiếm đóng trái phép đã tiến triển rất nhiều. Báo Trung Quốc tiếp tục khua môi múa mép về việc Việt Nam nâng cấp đảo mà họ cho rằng bị nước ta chiếm đóng bất hợp pháp. Bài báo viết, các đảo và dạng san hô bị chiếm đóng bất hợp pháp đầu tiên đó là đảo Sơn Ca. Việt Nam đang xây dựng một tuyến đường thủy mới ở phía đông bắc và hai vành đai xây dựng dài khoảng 300m và rộng 30m được hình thành ở phía tây. Có thể hình dung rằng quy mô 300m x 20m tương đương 6.000m2. Sau khi hoàn thành, nó sẽ tương đương với diện tích gần 10 mẫu đất, không nên coi thường. Đảo và đá ngầm bị chiếm đóng bất hợp pháp thứ hai là đảo Nam Yết. Việt Nam đang thực hiện dự án khai hoang ở phía Tây và diện tích mới được bổ sung là 15.000m2. Đặc điểm, địa điểm xây dựng cho thấy Việt Nam dường như đang xây dựng một khu cảng mới và xây dựng sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Nếu tiếp tục xây dựng thì một hòn đảo lớn và một bến cảng sẽ sớm được hình thành. Dạng san hô bị chiếm đóng bất hợp pháp thứ ba đó là dạng san hô Phan Vinh. Một số máy xúc Việt Nam đã đào một con kênh dài khoảng 650m ở đầu phía Tây và một số bến xà lan mới được xây dựng. Vào tháng 10, Việt Nam bất ngờ bổ sung thêm 8 máy xúc và một cầu cảng xà lan tại dạng san hô Phan Vinh. Chỉ trong nửa tháng, một con kênh dài 650m đã được đào từ đầu phía Tây Nam của dạng san hô. Hiện tại, hình thành đã rõ ràng một âu tàu mà Việt Nam mong muốn. Qua kết quả theo dõi và so sánh hình ảnh vệ tinh mới nhất, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, các đảo và bãi đá ngầm chiếm đóng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa như Sơn Ca, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết và đảo Phan Vinh, đá Tây đã bắt đầu các hoạt động mới với các đợt cải tạo đất. Các đảo và bãi đá ngầm khác cũng đang được xây dựng như đảo Sinh Tồn, Thuyền Trài cũng có dấu hiệu xây dựng quy mô lớn. Báo Trung Quốc tuyên bố hết sức ảo tưởng rằng các hành động phi pháp của Việt Nam trên Biển Đông xâm phạm trực tiếp chủ quyền của Trung Quốc. Điều tối kỵ hơn là Việt Nam gần đây đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có kế hoạch xây dựng các cảng biển hiện đại ở quần đảo Trường Sa, nói rằng các cảng này sẽ phục vụ phát triển kinh tế xã hội liên quan đến chủ quyền biển đảo. Hợp pháp hóa việc chiếm đảo, tất nhiên luật này là của riêng Việt Nam, còn kế hoạch xây dựng đảo 10 năm, quy hoạch của Việt Nam nêu rõ việc xây dựng đảo phục vụ quốc phòng an ninh. Đây là một hành động khiêu khích và thách thức trắng trợn đối với Trung Quốc. Điều này rõ ràng có ý nghĩa và cảnh báo đáng kể với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không thể ngăn chặn các hành động của Việt Nam nếu họ để mặc các thiết bị của mình hoặc với một cảnh báo bằng lời nói.
Với tốc độ xây dựng như vậy, trong nửa năm đã có thêm một khu đất rộng khoảng 15.000 m2 trên đảo Nam Yết. Quả là một con số không hề nhỏ. Khu đất rộng 15.000 m2 tương đương hơn 20 mẫu. Báo Trung Quốc tiếp tục tố cáo Việt Nam một cách bố láo rằng Việt Nam đã tạo ra cho mình một số điều tốt nhất ở Biển Đông. Họ chiếm số lượng đảo, bãi đá ngầm lớn nhất của nước ta. Là nước đầu tiên triển khai vũ khí hạng nặng trên các đảo của Trung Quốc và bây giờ là kế hoạch xây đảo kéo dài 10 năm. Việc xây dựng các đảo, bãi đá ngầm bị lấn chiếm lâu nay đã thể hiện tính chất lâu dài, liên tục và tiềm ẩn. Âm mưu lớn nhất của Việt Nam là nối các đảo của Trung Quốc chiếm đóng trái phép thành các chuỗi, thành tuyến để tạo nền tảng vững chắc cho chiến tranh quy mô lớn. Điều này rất xứng đáng với sự quan tâm lớn và những biện pháp quyết liệt của Trung Quốc. Nhưng đến đây, vấn đề là Trung Quốc sẽ phải thay đổi một số cách hiểu hiện tại. Báo Trung Quốc đưa ra những giải pháp cho Bắc Kinh để đối phó với Việt Nam. Nhận thức đầu tiên là một số người nghĩ rằng mọi thứ sẽ đợi cho đến khi Trung Quốc mạnh nhất thế giới rồi bắt đầu hành động. Ta sẽ hỏi đến lúc đó có thể khôi phục được không? Nhận thức thứ hai giống như một người biết mình bị bệnh nhưng không có quá nhiều tiền. Anh ta đã tự thuyết phục mình đợi đến khi giàu có, tự do rồi đến bệnh viện tốt nhất trên thế giới để chữa trị. Nhưng sự việc này dựa trên tiền đề rằng các bệnh viện có thể chữa khỏi tất cả các bệnh trên thế giới. Và vấn đề là tiền đề này không tồn tại. Cách hiểu thứ ba, liệu vấn đề biên giới có thể được giải quyết bằng cách mù quáng, dựa vào lòng tốt và sự chân thành giữa các quốc gia? Nếu bạn không thể, bạn phải làm điều khó khăn. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về lịch sử. Báo Trung Quốc bắt đầu kể công trạng đã giúp đỡ Việt Nam và họ cũng không quên chèn thêm những luận điệu vô căn cứ về biển đảo vào. Kể từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1950, cho đến đầu những năm 1970, Việt Nam luôn công khai công nhận quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Sau đó, Việt Nam hoàn thành thống nhất đất nước với sự hỗ trợ của Trung Quốc vào năm 1975. Nước Việt Nam thống nhất ngay lập tức đã trở mặt và công khai tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Hơn nữa, bọn họ đã làm những gì họ nói, chiếm 29 hòn đảo, bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa trong một chiến dịch năm 1988. Trung Quốc buộc phải đánh Việt Nam trên Biển Đông. Vì vậy, một trận hải chiến Trung Việt đã nổ ra. Trung Quốc một lần đánh chiếm 7 đảo, bãi đá ngầm, lần này trở thành trận đánh thị uy trên Biển Đông. Tất nhiên, sự kiện thuộc về lịch sử thuộc về quá khứ, lịch sử đã đi qua và thế hệ tương lai không biết nhiều về sự thật. Việt Nam không những không đáp lại công ơn của Trung Quốc mà ngược lại còn sử dụng những phương thức cực kỳ tồi tệ. Một mặt tố cáo Trung Quốc đe dọa Liên Hợp Quốc, mặt khác yêu cầu Trung Quốc ngừng xây dựng đảo. Đồng thời Việt Nam che đậy việc xây dựng các đảo đá ngầm của mình bằng cách thổi phồng các hoạt động hàng hải của các quốc gia khác. Trung Quốc có thể nhìn thấy họ xây dựng theo ý kiến của tác giả trong khi thực hiện các biện pháp cần thiết khác. Trung Quốc nên áp dụng các cách tiếp cận xây dựng có đi có lại để đẩy nhanh việc xây dựng các đảo bãi đá ngầm ở Biển Đông. So với Việt Nam, hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc trong những năm gần đây đã biến mất lúc nào không hay. Đây là lãnh thổ của riêng chúng ta và bầu trời không thể bị đảo lộn. Trường Sa có thể được xây dựng, Hoàng Sa cũng có thể được xây dựng. Xây dựng đảo là một dự án dài hạn. Trung Quốc nên dựa vào lợi thế kỹ thuật của mình để tiếp tục xây dựng các đảo bãi đá ngầm cho đến khi Biển Đông trở thành sân sau của Trung Quốc. Các bạn thân mến, có thể thấy với những luận điệu gian dối của mình, báo Trung Quốc đã cố định hướng dư luận trong nước và quốc tế về chủ quyền vô căn cứ của họ trên Biển Đông. Không có cái gì gọi là lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc ở đây cả. Tất cả những gì họ có đều là do họ chiếm đóng bất hợp pháp, lợi dụng lúc Việt Nam khó khăn để cướp đoạt. Mọi hoạt động nâng cấp xây dựng của Việt Nam trên vùng lãnh thổ của nước ta là phù hợp với luật pháp quốc tế. Cho nên, không có gì để phải bàn cãi ở đây cả. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!